Ông ở đâu đây? Ai cho mày chiến thắng ở đây hả? Các cậu đừng biết thật đấy. Chúng đi chơi bóng ở đây thằng này ra anh chứ. Ở trong ngoài đây. Tao không trả lời gì tao. Này, anh có trả lời bóng cho anh không? Bảo, trả lời. Tỉnh ra. Anh bảo mày rồi. Mày làm gì để anh đâu? Anh cấm cho mày chơi bóng ở đây. Anh chịu bóng cho mày, nhớ chưa? Không được, anh trả lời bóng cho em đây. Nếu không được em trả anh tiếng. Mày mạnh đi, tao chấp tất. Được rồi, cứ chờ đấy. Điểm mà bắt cứu mất rồi. Có lại em gái nào? Anh Tiếng ơi, chị gọi này lấy bóng của em, bắt cả em, còn đây đánh cả anh nữa. À, gọi cứu chị à. Tao không trả mày thích gì? Em chỉ mới thấy nó tí thôi mà nó còn càng quan niệm em mới đánh nó. Ủa sao mà em vẫn đúng rồi đấy? Còn Tiếng thì tại sao em lại biết cái sự việc như vậy? Còn không đi báo cho cô năm nay em phải biết mình làm được cái sự em đã sai rồi. Dạ thưa cô, bạn đây còn đánh em đau hơn nhiều. Nên tôi mong rằng khi các em là một bên của đó phải suy nghĩ trước khi thực hiện để tránh không gây ra hậu quả như tiếp. Em đã nghe chỗ từ rõ quá thì chưa. Anh đầu có các em là họ lường học đường đấy. Các đã nghe liên bộ tuyên truyền về công tác phòng chống họ lường học đường rồi mà. Các em phải mắc phải. Dạ em biết lỗi rồi ạ. Em sẽ không mắc phải nữa. Em xin lỗi cô, cháu xin lỗi bác và bạn Hòa. Em cũng biết lỗi rồi, em xin lỗi cô, xin lỗi bạn Nam, đã xin lỗi bác. Các em biết nhận ra lỗi và sửa như vậy là rất tốt. Cũng hy vọng rằng không chỉ các em và tất cả các bạn học sinh ở đây phải ghi nhớ rằng là chúng ta không được bắt đạp các em học sinh lớp học. Học sinh chưa trung học cơ sở bài 3 thôi.